chú anh chị mình cùng đi chợ gạch sỏi em nha. Thì chợ gạch giá bên đó em thấy không có sơ bằng chợ gạch sỏi bên đây nha. Nè chè đậu đen hả chị, có gì mát mát không cho em ly đi. Học é, học é đó hả chị? Ừ, cho em ly học é uống đi. Dạ. Còn cái này xin xa học lộ nha cô bác anh chị. Ở đây nè, mình muốn uống cái ly thì chị đổ cái ly, chị pha cho mình uống. Chết mà không dám đi cái vũ này rồi. Trời ơi, dập mỏng hết trơn rồi. Đó là ơi máu nữa nè. Còn người bán dập dập đây rồi, xe cộ đi tấp nập giống như là Sài Gòn ghê. Mới ghé mua cua ủng hộ chị nha, chị bán cua giá cả phải chăng luôn. Dạch mua ở đâu chị? Vậy là nó có gạch là nó đỏ ao luôn đó đó ha. Đúng rồi đây nè. Ồ quá trời luôn. Cắt con nè. Thấy không? Dạ dạ. Rồi để em phóng vô cái nha. Đó cô bác chị thấy rõ không? Quá rồi. Gạch là bao đầy. Dạ. Cô bác thịt heo. Bà con chợ này thấy ai cũng vui vẻ hòa đồng hết trơn á. Dạ mới Vĩnh Long xuống. Dạ. Em thấy hả chị bán chị? Cái này là bán. Dạ. Wow. Tôm phần. Cái lóc nướng nướng hang ngày xưa thường là cái lóc nướng chui. Giờ nướng hang. Dạ. Wow. 40-50 quá đẹp luôn. Ôi giờ mình chân cúng bàn thờ đẹp lắm nha cô bác. Giá bán cá mà. Ôi em đó em gái mà. Bán vào rất dễ thương đây nè. Hôm qua mình ba bốn anh rồi đó làm mai rồi đó mà không có dính anh nào chứ. Dạ. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tỉnh Kiên Giang quý cô chú anh chị ơi. Chỗ em đang đứng là trên đường Nguyễn Chí Hanh, ở đây là hồ khu phố 1 của phường Gạch Sỏi. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi chợ Gạch Sỏi em nha. Hiện tại em đang đi thẳng vô phía trước này để vô chợ Gạch Sỏi nè. Bên đây thì là dài dài thấy bà con đã bắt đầu bán rau củ rồi nè ha. Bên mé tay trái mình đây ha là trung tâm thương mại của Gạch Sỏi cô bác anh chị giữa Bắc. Bây giờ tầm khoảng 10 giờ cô bác anh chị, hồi sáng thì em có đi chợ Gạch Giá. Thì chợ Gạch Giá bên đó em thấy không có sơm bằng chợ Gạch Sỏi bên đây nha. Gạch Sỏi bên đây em thấy không khí bà con đi chợ mua bán ha rất là sơm rồi vui tấp nập luôn. Đây bán hỏi rồi bạn đây nè, hỏi lê 10.000 đồng một ký. Quá trời rau rồi. Bên đó thì bán phụ tùng như thế, bán xe đạp nhỏ cho nít rồi đó. Ở Kiên Giang này em thấy trên bầu trời rất là nhiều yến nha, yến đầu bay rợn trời luôn, nhiều lắm. Dạ trước này có bán cá biển á, rồi bán rau. Ở đây có anh đẩy cái đồ này ha, quá trời to luôn, giống như cây dù. Cây dù này gọi là siêu to. Chợ bà con đi tấp nập luôn. Phía trước này ha có cái con đường kế bên Bách Hóa Xanh nè, mình quẹo vô trong đó đó là khu chợ bà con bán dài dài ở đây thấy rất là nhộn nhịp tấp nập luôn. Dưới này có bán phát tài bông sen. Phát tài bông sen về chân trời cũng như mua bán ơi. Phát tài bông sen về chân trời. Phát tài bông sen. Hello. Ngày mình bán mấy trăm tờ giấy số anh trai? Ngày 101 rồi anh ơi. Dạ ngày bán 101 tờ giấy số ha. Dạ. Bán viết rồi mình nắng nang mình đen vậy ha, hay là tại nước da mình đen anh? Nước da vậy á. Nước da vậy ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh bán đắt nha. Dạ. Anh trai bán giấy số của bác anh chị ơi. Hello.
cá lên bán xoài. Bà con đây nói chung là thấy khá là thân thiện vui vẻ so với cái chợ mà Gạch Giá bên kia nha. Chợ Gạch Giá bên kia bà con bán lại đường bị công an dí quá trời rồi. Cho nên là dạ, cho nên là không có vui vẻ bằng bên đây. Hello. Ủa chị bán gì mà hấp dẫn quá vậy chị? Chị có thể giới thiệu cho em với khán giả biết được không? Dạ, lên YouTube luôn. Chị đây như bán chè của bác anh chị ơi. Này chè đậu đen hả chị? Có gì mát mát không cho em ly đi. Học é. Học é đó hả chị? Ừ, cho em ly học é uống đi. Chị bán học é của bác anh chị ơi. Đủ thứ các loại luôn. Cái này là cái gì chị? Sâm bổ lượng. Dạ. Còn cái này sinh xa học lụ nha cô bác anh chị. Đó. Ở đây nè, mình muốn uống cà ly chị đổ cà ly rồi chị pha cho mình uống. Chị thường bán đây không chị gái? Ngày nào cũng bán đây cho luôn ha. Dạ. Có đá đây nữa nè. À. Rồi một cái ly của vậy là của em có giá như chị? 10.000 đồng mà cô bác anh chị ơi. Giá cả phải chăng hả? Uống ly này cho nó mát rồi. Rồi cho em gửi tiền đi chị gái. Nếu mà mình đi chợ là sẽ đi thẳng vô cái con đường đó phải không chị? Còn con đường nào khác nữa không chị? À, một con đường này thôi. Rồi em cảm ơn nha chị gái. Ồ quậy lên luôn, trời ơi. Uống chắc ngọt lắm đây. Đây mời cô bác anh chị mình uống à. Cái này hột é nha, của chị gái đây bán nè. Ngon của bác anh chị ơi, mát lắm. Có muỗng gọn không đây nữa? Em cảm ơn nghe chị. Dạ. Dạ. Cho em thêm miếng nước đá nữa đi. Dạ. Nó hơi chưa lạnh lắm. Dạ. Cho em miếng nước đá nữa đi. Dạ. Có đường hay nhiều. Dạ. Chị quá chu đáo luôn nè. Bán vậy chắc đắt khách lắm hả chị? Dạ, em cảm ơn. Quá trời nhộn nhẹp rồi cô bác anh chị ơi. Giờ này là bà con đi chợ nộp nộp luôn nè. Nói chung là ở đây em thấy bà con đi chợ trễ ghê á nha. Tầm 9-10 giờ bắt đầu mới đông. Mà ở cái chợ ở bên kia tầm 9 giờ. Rồi thấy mụ nổi. Chết mà không. Ném bị cái vũ nè. Trời ơi. Dập mỏng hết trơn rồi. Sợ là ơi. Tủ nè, dướng rồi kìa. Dướng ngay rồi nè. Gió quá trời gió luôn. Lấy cái tay ra nha. Coi chừng nó sụt xuống nha. Ngã đi. Coi chừng xe khổ rồi. Rồi. Thôi. Rồi. Ngã cái vụ. Gió quá nó chóc cái vụ luôn cô bác anh chị ơi. Khá là nguy hiểm. Coi chừng nè, cái này nó chuột xuống rồi cái tay không cẩn thận là bị ấy đó. Ồ. Này có bán chùm chôm nữa nè. Ngày đây ngày cái bách quá cũng gào quá trời gào luôn. Người dân gào, bách quá gào đó. Hai bên rồi. Giao qua giao lại. Đang phía hải trung bay mở giảm sóc 7 ngày là chỉ có
Chú này bán hỏi của bác anh chị ơi. Cái sồi táo nữa nè. Hỏi lên 10.000 bao ăn bao ngọt. Trong đó có chuối. Hỏi lên 10.000 cái 10.000 bao ăn bao ngọt. Quá đông rồi. Quá đông vui nhộn nhẹp luôn nha không chị? Dạ không cô ơi. Dạ không có chơi vé số không cảm nha cô. Cô bán cá nè. Dạ của em là khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ hôm nay chúng tới đây khám phá dưới đây. Dạ cảm ơn. Con hết có chơi vé số lắm. Con mua hoài không giống con nản quá con nghỉ luôn rồi. Dạ. Dạ. Thông cảm đây cô ơi. Ở đây có bán xương xa hạt lựu nữa nè, ngon quá. Dạ. Sao chú? Mày nói chợ ra sỏi này là sung nhất ở đồng bằng sông Cửu Long này. Dạ, chợ ra sỏi con thấy quá thơm luôn. Thơm y như chợ Sài Gòn luôn mà. Quá đông. Dạ. Giờ này chưa bà con cũng còn đi ầy ầy luôn. Dạ ở đây thì có chú sửa đồ nè cô bác anh chị, gần cái đường vô trong chợ nè, đường Hồ Xuân Hương. Đường Hồ Xuân Hương hả chú? Dạ đường này là đường Hồ Xuân Hương, đường tên giống ở ngoài Đà Lạt đó, có Hồ Xuân Hương. Dạ để con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe, tạm biệt. Quá thơm luôn. Chú đã chia sẻ là chợ này là sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long mình luôn cô á anh chị. Rất là tấp nập luôn ha. Thì cái chợ mà Gạch Giá bên kia nó có tiếng hơn, nhưng mà cái lượng khách nó đi hổng lại bên đây. Bên đây là bà con bán sung quá sung luôn. Đồng hồ đâu mà nổi đâu. Bà con bên đây cũng rất là vui vẻ luôn nha. Hôm qua là con vui vẻ nhiệt tình lắm. Dạ ơn. Lúc này có sư thầy như là không thấy đường cô bác đi ơi, đi bất thật. Em gửi sư thầy hết tiền. Giờ đây á bán trái cây rồi cô bác chị ơi. Bán quá trời sung luôn. Bông qua trái cây rồi đây nè, quả khá nhiều luôn. Cái chợ này công nhận em đi tới đây cái em gợi nhớ lại những cái ngôi chợ Sài Gòn ngày xưa á, lúc mà trước dịch em đi ghê luôn á. Cái khung cảnh nó na ná giống như vậy á, bà con người bán dịch dọc đây, rồi xe cộ đi tấp nập giống như là Sài Gòn ghê. Dạ bên đây là con bán xin ra lụ rất là nhiều ha. Thì ra củ này đến đây nè. Tất cả các loại giấy tờ bán keo dính ruồi, keo dính chuột, keo bể chim, keo dán giày, keo dán mấy bà già nè. Dạ mấy bà già hả? Dạ hello bà. Đi chợ hả bà? Dạ đi chợ giờ, giờ ghé đây ngồi nghỉ mệt ha. Hả? Bà xin tiền hả bà? Dạ. Chân của bà thấy bị phụ cho cô bác anh chị ơi. Bà đi chợ, bà nói bà đi xin. Bỏ làm mất luôn.
rồi bây giờ đi học học thôi thì đi qua lại trên cả cho ăn chứ không ai đâu. Ngày xưa bà ơi gớt tiền, bà gớt tiền. Ngày xưa bà đi bán vé số á bà. Bán vé số. Dạ. Còn gớt 2 đồng ở dưới kìa bà. Mới nghỉ bán đây thôi. Dạ. Không tới giờ. Dạ. Mắt của bà không thấy rồi, sao nó mà bị ấy với bà? Tại vậy ha. Xin được nhiêu tiền để cho nó coi như lè là chi vậy? Vậy hả? Sáng giờ xin được mấy đồng rồi cô bác anh chị ơi? 2 đồng rồi. 2 đồng. Ngày trung bình là bà mình người ta cho mình khoảng bao nhiêu tiền bà? Tối ngày ít ghê hả bà? Ít bởi vì của mình ăn thì mình dạ khổ lắm con ơi. Khổ. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà? 70 rồi. Gần 80 rồi. Dạ. Bà cụ ở chợ gạch sỏi của bác anh chị ơi. Giờ xưa thì bà bán vé số, nhưng mà bây giờ bà lớn tuổi rồi, nói chung là chân của bà thấy phù hết trơn rồi nè cô bác anh chị ơi. Đụng vô thì nó dạng như rất là cứng nha. Nhất hả bà? Dạ. Em hỗ trợ đúng người luôn em. Rồi cái ở đâu chị? Chị cho em địa chỉ mà hiện bây giờ á là đi bệnh viện Hằng rồi. Đi bệnh viện Hằng rồi nhưng mà bây giờ nó lên tới trên cổ rồi luôn. Rồi chị cho em cái số điện thoại liên lạc. Em đi đây đi đó à, chứ em nói chung cũng không có thời gian nhiều đó chị. Bây giờ chị đăng lên Facebook đi, nhờ cộng đồng mạng giúp đi. Chứ em thì chia sẻ cái lượng tương tác của em khán giả cũng ít à. Dạ. Dạ thì em là YouTube thiệt, nhưng mà em chuyên đi quay cảnh chợ miền Tây. Chứ cái hoàn cảnh mà dạng như khó khăn để mình giúp đỡ bên từ thiện á, là có một cái anh em cộng đồng khác. Ta... Dạ cái hoàn cảnh này thật sự em nói là em không có mà biết đường mà dạ, để lấy nhà được. Nhà bà cũng ở trên này nè, cho nhà bà khổ lắm đó, cắt nhà cho bà không? Dạ. Nói chung là cái nguồn lực, nguồn vốn của em là nó yếu lắm. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều luôn. Dạ cảm ơn chị. Nói chung chị cũng tốt. Dạ nhưng mà cái nguồn lực, nguồn vốn của mình nói chung là không có để giúp đỡ những cái hoàn cảnh như vậy nổi cô bác anh chị ơi. Chỉ là giúp đỡ nguồn lực mình, giúp đỡ những bà con mà dạng như bán buôn lớn tuổi khuyết tật thôi, chứ cái đó là dạng như là quá trời ấy rồi. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là ở đây cũng nhờ người quen hả bà? Quen, ở đây hồi xưa tới giờ là người ổng chết rồi. Giờ bà ở với ai bà? Con mình. Con mình nên hả bà? Dạ. Dạ quá trời sắp nập luôn cô bác anh chị ơi. Ở lên để ăn cơm chợ rồi về nhà đó. Cho con trai nó con ra. Dạ. Con không nổi luôn, lát con xe lôi chở về. Dạ. Nói chung ở đây con có một ít tiền cũng như là người ta gửi cho con để giúp đỡ những bà con cô bác rồi ở đi chợ có duyên gặp á thì gửi tặng dùm. Thì con hai mặt gia đình của chị Phượng gửi tặng cho ngoại 200.000 nha ngoại. Cảm ơn con nha. Dạ cảm ơn. Ngoại có nhắn gì với chị Phượng không ngoại? Câu lời gửi thăm cô Phượng. Dạ. 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 Đứa con mạnh khỏe. Dạ. Chứ bây giờ chị thấy nổi rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Được rồi, con chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại. Dạ. Rồi, tạm biệt ngoại. Dạ. Khỏe, chỉ gửi là cô Phượng nha. Dạ. Ồ, ngoại khóc luôn rồi, cô bác chị ơi. Dạ, hướng ngoại cũng đi. Dạ, khỏe nha con. Dạ. Lâu không trả lời nha. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha ngoại. Dạ. Ồ ngoại gớt nước mắt luôn rồi cô chú anh chị ơi. Thì thật sự mà em nói với cô bác anh chị, những cái hoàn cảnh mà như cái chị hồi nãy có gặp em chia sẻ rất là cần một cái sự giúp đỡ luôn. Tại vì cái hoàn cảnh đó hồi nãy là cái chị kia bị bệnh gì đó,
nhưng mà em không biết là nó lỡ gì mà ra tới lên cổ luôn nè. Chị đưa hình cho em coi. Thật sự mà cái kênh của em thì làm YouTube về cảnh chợ, ngày xưa em cũng có đi quay những cái mảnh đời, những cái mà bà con mà ấy đó, nhưng mà cái sự hưởng ứng lại cho của Mạnh Thường Quân cũng rất là ít luôn, cho nên là em không có mà chuyên làm bên đó hay sao không biết, bà con không có hưởng ứng mạnh cho nên là em cũng không có dám nhận đi quay những cái vụ đó. Chứ thật sự là mà những cái đó là em thấy là rất là đáng cần hỗ trợ. Bên đây có bán tôm sú nè cô bác chị, bán tôm sú với cua rồi đây nè. Xuống này thấy chợ này bán nhiều tôm sú ghê luôn á. Thì sẵn qua đây em cũng xin chia sẻ cô chú anh chị mình luôn. Hồi sáng á, em có đi chợ Gạch Giá. Thì em có tặng số tiền bây giờ còn lại của chị Phượng á, là 1 triệu á. 1 triệu mà nãy cho bà cụ 200, bây giờ là còn 800. Thì cái chợ Gạch Giá buổi sáng á, là còn được 1 triệu mốt 18 ngàn. Em bù vô sáng 100 ngàn để tặng cho chú kia bán rau á. Thì bây giờ là còn 1 triệu, thì mới vừa trao cho bà cụ hồi nãy 200, là bây giờ là còn 800 đó. Phía trước này em thấy có một cái con đường hẻm để quẹo qua nè ha. Bà con cũng đi rất là tấp nập luôn. Thì bán rau muống rồi đây nè. Rau muống này người ta lặt lá ra hết trơn nè. Cũng rất là ngon luôn. Quá rồi, tới dưới ta. Dạy đây thì là bán khô, quá trời khô luôn. Mình dọc đây bà con bán khô các loại ha. Ở đâu mua lòng dữ vậy ta. Cái tay vô ký luôn rồi. Trước này thì bán nấm nè. Hello chị. Chị bán mắm này, chị bán hết chưa? Mắm bà kia hết rồi. Bà kia trồng sẵn luôn. Dạ. Cảm ơn nha chị. Dạ. Dạ. Bây giờ đây các sạp cô của bác chị ơi. Nhiều lắm luôn. Hôm nay có mấy cái loại khô nhìn thấy lạ lạ nè. Chị khô này gọi là khô gì chị? Cá đuối đen em. Cá đuối đen hả? Dạ. Ồ, nhìn lạ quá. Cái đó mình làm mắm me. Mắm me. Ừ, uống ra rồi đặt ra bung ra rồi chấm mắm me. Dạ. Nhậu ha. Nhậu hết sảy. Dạ, hết sảy luôn. Hết sảy còn hát không? Thấy chị vui quá à. Hai chị là bán chung với nhau hả? Hai chị này. Chị này chị khách. À, chị là khách. Wow. Khu này khu cái sạc gần phải không chị? Sạc gần. Dạ. Cái dụng này mình có không hay là mình lấy chỗ khác? Cà Mau. Cà Mau đem lên bán. Dạ. Ở đây thì tỉnh lắm. Dạ. Mỗi loại khô là mỗi tỉnh. Dạ. Mỗi loại khô là mỗi tỉnh cô bác anh chị ơi. Rồi em cảm ơn chị ruột nhiều nha. Dạ. Bye bye. Đây có bán khóm nè. Dạ, quay khóm luôn. Trước này có bán cá nước ngọt đó nè, cá lóc, cá rô. Đây cá lóc nuôi với cá rô nuôi nha. Cá rô nuôi rồi, nó rất là to. Quay cá rô luôn. Cá rô luôn, cá rô có lóc luôn, cá rô có lóc. Nằm lại cho quay đó, quảng cáo cá rô cho bán cho đi. Dạ, cá rô này cô bán nhiêu tiền một ký cô? 1 ký 60 ngàn. Dạ. Bên đây là có bán mít.
Ồ, mít ngon quá à. Vàng ôm luôn ha. Mắm nấm mắm bánh luôn. Dạ. Quá trời ngon, hấp dẫn luôn nè. Bên đây có bánh nè. Bánh tét, rồi bánh bánh ít, bánh lá dừa. Bánh này bánh nấu quá chị. Bánh nấu là bánh này hả? Bánh này bánh gì? Bánh chạng hả ta? Là nó nhưng nó trong đó là sao? Đậu xanh. Đậu xanh với nếp hả? Nếp, nếp mà phải nếp mà tím tím không? Vậy hả? Nếp vàng vàng hả? Cái này bán một về là bao nhiêu tiền một cái? Lấy em thử một cái đi chị. Nghe sao nó lạ hơn ở em. Ở em kêu bánh này là bánh bánh ú. Gì ta? Mỗi vùng mỗi cái tên gọi khác nhau hay sao á? 3.000. Bánh này dưới quê con kêu bánh ít nè. Bánh này bánh tét nè. Dạ, đây vô để tiền. Bánh này bánh lá dừa đúng không? Đúng rồi, đó bánh lá dừa. Dạ, đây để giờ cắt cái này ra ăn thử coi coi cái nhân ở trong nó làm sao. Đây cũng gửi là cái bịch luôn đi để dành bán người khác đi. Bán con cái bánh được cái bịch hay ổn á. Đây giờ mời cô bác anh chị mình nghe. Lột cái bánh này ra coi nha. Dạ. Tài Hiên. Hồi nãy có cấp cứu nữa và múa lân nữa. À cái bánh này gói như là bằng lá tre hả? Lá tre của bác chị ơi. Tre. Rồi. Bánh này cũng giống như quê em lắm luôn nè nha. Dạ. Ôi bánh này lột ra thấy ngon hấp dẫn quá luôn rồi cô bác chị ơi. Giống như ở quê em ghê luôn đây nè. Chứ em mà kêu bánh ít ấy lộn bánh ú. Dạ bánh ú nước cho nè. Nó cho bông. Em mời cô bác anh chị mình ăn với em miếng nha. Ở trong đây á, thì đó sẽ có cái nhân đậu xanh trong đây nè. Giờ em sẽ ăn thử nha. Ngon quá à. Nào cô bác anh chị. Có nhân trong đây nó mềm mềm ha. Nó thơm lắm luôn. Còn cái lớp bột ở ngoài là nó dẻo lắm. Rất là ngon luôn. Mời cô bác chị mình miếng nữa nha. Quá ngon. Lớp nhân ngon lắm á. Lớp nhân của cái bánh này á, nó ngọt ngọt, nó béo béo. Nó thơm nữa. Cô nói cái nhân này là nhân gì cô? Đậu xanh không á hả? Wow. Hấp dẫn quá ta. Ngon quá không? Dạ thôi để vô bịch cho con nè. Ngon lắm cô bác chị. Mình có ghé cà sỏi nhớ tìm đến cô mua bánh ăn nha. Hấp dẫn lắm luôn. Cảm ơn cô nhiều nha. Bên đó có người bán khăn rồi đó kìa. Dạ con còn đi xa nữa. Con ở Vĩnh Long xuống á. Đi tùm lum hết trơn à. Chứ đâu có ấy đâu. Phải ấy ủng hộ nhiều nhiều rồi ăn rồi. Con không có chơi vé số, con không cảm nha. Chỗ này có cô bán hải sản của bác chị ơi. Sò huyết hả cô? Sò huyết. Ốc móng tay. Còn cái này là cua nè. Cua biển. Ở đây là ghẹ. Càng ghẹ. Bây giờ đây mực. Quá trời đồ. Nói chung là đồ hải sản. Mực ở đây rất là tươi nha. Nó trong veo luôn kìa. Bên đó có bán dừa nữa kìa. Dừa trái. Dạ hôm nay bán vàng bà cô đi nè. Đây có chị bán rau.
và cậu đang coi đồng hồ của bác chị. Hồi nãy thì em gửi xe dưới đây nè, bãi gửi xe bên đây 5.000 đồng một chiếc, rồi em đội bộ lên trên kia. Ồ, bên đây có cô bán con này gà. Con gì vậy cô? Cô, con này là con gì vậy cô? Maya. Maya. Con này thường hay rút chân người ta lắm phải không cô? Con nghe nói Maya rút chân gì đó. Không biết phải gì không à? Dạ, bà chủ bán Maya rồi bán chuột luôn. Ồ, bà chủ xinh đẹp quá. Bà chủ đẹp gái quá. Chuột cái gì? Chuột. Chuột này ở đồng mình bắt ra luôn hả chị? Cái đồng, cái này là chuột đồng đó. Dạ. Chuột đồng. Dạ. Dạ. Đi. Em ở xa chứ gần em mua ủng hộ kia rồi đó. Mua phải nhả đây mua về mình chiên mình ăn cơm hay nhậu luôn rồi. Nhậu luôn rồi. Giờ em còn đi tùm lum hết trơn à, chưa có gì à. Đi sớm nay em còn đi Hà Tiên nữa. Dạ, thông cảm nha, để dịp khác em ghé em ủng hộ. Chúc mấy chị đây mua ba bán đắt nha. Dạ. Xe cộ đi tấp nập luôn cô bác anh chị ơi. Trời, đông vui quá. Hello chị bán cua nè. Cua lúc gà nhiêu ký hả chị? Gà tắc cua thịt nha anh. Dạ. Cua này là cua gì chị? Cua gạch son anh. Gạch son là bao nhiêu tiền một ký? 450 anh. 450. À, em quay em quảng bá thôi nha. Em không mua đừng có buồn nha. Dạ, cô bác anh chị nào mình ở chợ gạch sỏi ghé mua cua ủng hộ chị nha. Chị bán cua giá cả phải chăng luôn. Gạch mu ở đâu chị? Em mình đó giờ em cũng ít biết gạch mu lắm. Dạ. Chị bán ngành chắc chị biết dạch mu hả? Đâu chị dạch em coi thôi. Dạch ở đâu mình coi mình thấy chị? Ở đây nè. Đây nè. Em thấy không? Gạch lâu em thấy không? Vậy là nó có gạch là nó đỏ ao trong đó đó ha. Đúng rồi, đây nè. Ồ quá trời luôn. Gạch sau nè. Thấy không? Dạ dạ. Rồi để em ống vô cái nha. Đó cô bác chị thấy rõ không? Quá rồi. Gạch là bao đầy. Dạ. Cua gạch son thường em thấy cua cái không chứ không có cua đực hả chị? Đúng rồi anh, cua đực là cua thịt. Cua đực là cua thịt. À, vậy ai muốn ăn cua thịt thì mua cua đực ăn. Còn ai muốn ăn cua gạch son mua cua cái đúng không? Dạ. Rồi em hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Cua bà bán anh chị ơi. Chị bán tới 3 năm cua lận. Ồ, cái bên này của mình luôn, mực rồi nữa. Dạ. Chị còn bán mực rồi nữa cô bác anh chị ơi. Hả? Cảm ơn chị. Dạ. Bên đây có thấy bán thịt bò nữa đây nè. Đó. Bên đây có cô bán thịt bò. Rồi có chú bán bún nữa nè. Hello chú. Có chị bán rau nữa nè. Hello. Mình đang lặt rau ha. Lặt cho khách hay là lặt về mình ăn? Lặt cho khách. Dạ, tưởng đâu lặt về xào tỏi chứ. Rau muống xào tỏi. Dạ. Thì thường là xào hay là mình nấu bánh chua gì đó mà. Để lá là chắc phải xào chứ gì. Đúng rồi, nấu bánh chua nữa, nấu vậy, nấu luôn lặt cho nó chứ. Dạ. Rồi, chúc anh chị vui vẻ và sức khỏe nha. Ồ, bên đây bán cái con này giống cái con dẹm ở quê em quá nè. Nhưng mà sao cái ghìa của nó có màu xanh xanh ha. Con này đẹp quá à. Không biết nuôi kiển được không. Giống con dẹm ở quê em kia. Mà cái ghìa nó có màu xanh, rất là đẹp. Ở đây là cái sạp thịt. Hello. Hello cô bán thịt.
cô bán thịt heo. Bà con chợ này thấy ai cũng vui vẻ hòa đồng hết trơn á. Dạ mới Vĩnh Long xuống. Dạ. Dạ. YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Xuống khám phá hả? Dạ xuống đây khám phá coi có nàng nào dưới đây không. Dạ nàng nhóc hết trơn luôn. Dạ. Cô... vậy hả cô? Ờ. Dạ được. Dạ. Làm mai cho anh với con đây. Anh với con. Dạ. Chịu nổi không? Dạ, sợ. Ra đây tôi mua chân gà hàng ngày cho tôi thấy đâu thấy dao chặt theo mà xương mà lớn chặt cái bụng bụng rồi. Dạ. Thấy vậy là sợ rồi, có gì thấy sợ không? Dạ. Chặt cái bụng bụng đó. Vậy chưa chồng thiệt phải không cô? Dạ. Vậy là con để con quay lên con quảng bá luôn cho mấy anh mấy bác nào đang cô đơn có thể đến đây tìm tìm chị bán thịt. Thì quay đó mấy anh mấy bác nào ta hết thì ta lại lên tìm rồi mình hỏi tuổi sao. Dạ đúng rồi, đưa lên này cộng đồng mạng nè. Có bác nào 18-90 tuổi làm mai cho tao không thằng ơi. Có luôn á nha. Bà này xuống đàn ăn luôn. Dạ. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long chị. Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. YouTube á. Dạ xưa là con ở Vĩnh Long, con quay những cái vùng miền ở Vĩnh Long á, mà con đường này nọ ở Vĩnh Long á, cho nên là con mới đặt là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ không có nhóm YouTube á. Dạ YouTube. Dạ là ra cái kênh đó của con đó. Dạ. Xong rồi mấy năm nay là đi Vĩnh Long coi như là nát hết rồi. Bây giờ đi các tỉnh thành miền Tây cho bà con cô bác ở gần ở xa ta coi thêm cho nó vui. Dạ. Rồi mày gì mày có đem tao lên tặng hình không? Dạ đem lên tặng hình luôn á. Đem tao lên tặng hình luôn rồi. Dạ ha, lên tặng hình luôn. Lên tặng hình lên với cái mẹ là tặng hình luôn rồi. Dạ. Lên cái tặng hình luôn á. Dạ rồi mấy cô vui quá, tạm biệt mấy cô nha. Ốc này ốc gì vậy cô? Ốc gạo ở biển mình đó ha. Còn ốc gạo của con cái trời ơi. Còn ốc gạo của con là cái con màu nó hơi đục nó ấy chứ không giống vậy. Tạm biệt cô. Bây giờ ở đây bà con bán cắt sạp thịt nè, thịt heo. Ồ, có bán giò heo quay đó. Chợ này bán nhiều đồ quá luôn. Bên đây có cô bán cá biển nè. Mua cá đi. Cá người 60 ngàn ký, cá sòng 50. Dạ. Cá 60. Dạ. Ồ, cô hay quá ta, cô bán xôi bên đây mà cô biết hết trơn, cá giá cả ở đó luôn. Cá đi, cá đóng hùng đi. Cá đóng hùng, dạ. Có vợ chưa? Dạ, có con chứ chưa có vợ. Vẫn chưa có vợ, làm mai bà bán bánh mỏng á. Dạ. Chưa có chồng, làm mai cho được không? Dạ được, làm mai cho chú của con đi. Có chưa? Có gì, gác điện thoại nữa vậy? Dạ, cái máy quay phim. Chưa có chồng á, làm mai cho mai sau lên TV đi. Dạ, đây. Ở còn gái độc thân đó, chưa có chồng làm mai. Cô này cũng đòi lên TV nữa nè. Cô bán ngàn như giấy tờ giấy số cô. Bán ngàn giấy số. Có 100 rồi con. Có 100 rồi ha. Em không gian lấy mặn mà mất điểm chợ cho bà. Dạ.
Yểm chợ cho bà liền. Yểm chợ liền. Dạ. Vô đây nè bà, nắng quá bà. Vô đây chợ yểm chợ luôn. Dạ, thiệt. Cái ông mù cắt nhà quá trời đẹp luôn. Tao có mình luôn. Mình có mình hả cô? Ừ. Còn không có gia đình con cái gì chứ hả? Ở nhà chợ. Rồi năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. 76 tuổi rồi. Rồi cái chân cô bị yếu hay sao cô? Chân đau khớp rồi, chân này té nữa, vừa đau mà vừa té. Giờ chân chù dù luôn. Nè, thấy không? Đó, chân từ trên tới dưới rồi. Trời ơi. Đau. Lớn tuổi đau hả cô? Xin lỗi nha. Đau, đi mạnh thì đau. Đi mạnh thì đau. Rồi ngày bán 100 tờ hả? Hết rồi. Hết rồi ha. Rồi giờ đi vòng vòng chợ chơi hả? Đi xin thêm. Rồi có sáng giờ có ai cho mình gì chưa? Chưa có. Chưa có hả? Đây hôm nay gặp cô cũng cái duyên ha. Dạ. Con cái thằng nó qua trên Tùng Tiến mà nó đi lại cái chân chỗ này chỗ kia đó nó chợ này nọ nó bán cháo đó là kêu bằng gì? Dạ, kêu là anh YouTube. Dạ. YouTube không có cho 200 á. Dạ. Chắc anh đây đó anh Giang ha. Phải không ta? Phải không biết đâu. Con biết nữa. Con đây con hôm nay con gặp cô cũng duyên bà chứ bà lớn tuổi rồi đây con hai mặt gia đình của chị Phượng ở bên Canada gửi tặng cho bà 200 coi như là đây là một cái liều thuốc tinh thần gửi đến những người tâm ở đây tâm tủ mày bán cái cây điện thoại bán cái cây điện thoại hả nhà nước yểm trợ cho nó được 700 triệu bắt cái nhà đó nó ủa ai giữ ta dạ dạ nhà đẹp lắm quay lên cho chị thiệt tôi luôn ai ta không le thú đấm thép là nó đi quay chỗ này chỗ kia đi bằng gì biết chị thì biết tại vì chị thì vừa coi chị thì biết không nghe dạ. Rồi nhà nước tắt cái nhà cho nó quá trời đẹp rồi 700 triệu rồi mẹ là mẹ cho là cái gì bên cô gì nước ngoài đó cô Hiền gì đó cho 300 triệu nó là 1 tỷ dạ mua đồ đủ trong nhà hết trơn cho mẹ nó luôn ồ vui quá ngon rồi nó đi quay thức ăn thức gì luôn hết trơn nó đi dạ. Quay mấy cái quán á dạ dạ đúng rồi cái nó nước ngoài tài trợ với em ơi dạ nước ngoài này chợ tôi làm mai bà nào chưa có chồng tôi làm mai chưa à bà nuôi cái đó là kêu bạn gì bà nuôi cái thằng đó quay trong cái mạng đó kêu bạn gì bạn Quân Quân à bạn Quân đó hả quay quay cho tài trợ cho ta cô Hiền ở nước ngoài á tài trợ tiền về cho nó đó dạ mẹ đi bóng gì mấy người đó đó nghèo khổ rồi đó rồi cái anh Quân gửi tiền cho chắc cái nhà quá đẹp luôn à cái nhà của con là giá trị là 700 triệu dạ. rồi cô Hiền á bà cô Hiền á gửi gì cho con mua tủ mua giường mua này nọ gửi về một người đâu hai ba người hùng nhau cho nông tâm lắm sướng ha trời lành lắm trời dạ rồi cảm ơn mấy cô nhiều nha dạ bye bye mấy cô dạ chưa vợ nữa he ồ trong đây đang nướng cà nướng cá nè cái này mình nướng mình ăn hả hả chị hay bán chị cái này bán dạ wow tôm phồng cá lóc nướng nướng hang ngày xưa thường cá lóc nướng trui giờ nướng hang dạ cà nướng nè chấm với nước tương ăn cơm ăn hết nồi cơm nguội luôn rồi chân gà đó chuẩn bị nướng đó hả chị chân gà nướng luôn dạ ồ quá trời món hấp dẫn luôn hấp dẫn thôi ha dạ. Nhậu đi vậy không nổi đâu giờ chú còn đi xa nữa mới xong rồi rồi đây ăn cơm nè dạ cô bán cơm đây luôn phải không dạ chú có gì con ghé rồi cảm ơn hai cô rất nhiều dạ công nhận bà con ở chợ gạch sỏi này dễ mến dễ gần quá cô bác anh chị ơi dễ thương nữa ôi nguyên một xe bánh bông lan luôn nè chợ này thấy khá là lớn luôn á nha dọc qua đây nữa nè có cái con đường bọc qua nữa quá trời lớn cái chợ này luôn khủng khiếp luôn thì chứ bên trong đây là mấy cái nhà lồng luôn đây nè trước này thì có bán bánh lỗ tai heo rồi ha bánh da lợn đây có chị bán rau
nhà lòng đây nè. Dạ. Bán cua luôn hả chị? Đâu cua đâu chị? Bán cua xay chứ phải là con cua. À, bán cua xay. Dạ. Ờ, nhà quảng cáo lên bán được một cua luôn ha. Không quảng cáo lên này cua này đâu biết đâu. Đâu nó ngon. Dạ. Cua đồng xay cô bác anh chị ơi. Vô đây mình coi chị múc cua luôn ha. Đó. Dạ. Quay cái gì vậy? Quay lên YouTube. Dạ. Cua này là cua đồng luôn hả chị? Dạ, mua về nấu bún riêu cua ăn ngon lắm. Cảm ơn chị nhiều nha. Ở đây em thấy chia ra thành mấy cái nhà lồng luôn nha. Phía sau bên mé tay trái em ha, một cái nhà lồng rất là lớn luôn đây nè. Thì thường bà con sẽ bán quần áo giày dép. Thì giờ phía trước này, bên đây cũng vậy, bán giày dép, dây nịt, đồ, cặp sách. Giống như là nhà lồng bách hóa. Ở đây thì có một cái nhà hút. Thì dài đây thì bà con bán trái cây, các loại trái cây, ổi, mận, dưa hấu rồi ha. Khu này thì nói chung giờ này trưa cho nên cũng vắng ha. Ế quá rồi. Quýt chị bán sao chị? Quýt này tới 50 ha. Ồ dạ 40, 50 quá đẹp luôn. Mua giờ mình chân cúng bàn thờ đẹp lắm nha cô bác anh chị. Chợ ế quá rồi, ai có đi ngang chợ Gạch Sỏi ghé mua trái cây ủng hộ cho chị Hỷ nha. Chị Hỷ dạ, bán sạp trái cây ở chợ Gạch Sỏi. Dạ rất là nhiều loại trái cây. Trời ơi quá đẹp. Xài cát Hòa Lộc phải không? Dạ. Cái này là bao nhiêu tiền một ký chị? 1 ký 50 ngàn. Dạ. Quá ngon luôn. Quá trời luôn. Dạ. Già dữ lắm xài luôn. Cái già nó bóng bả ha. Ừ. Cái này cũng là đẹp. Cái này bữa nay cho bà lên sóng luôn. Dạ. Lên YouTube. Trái cây quá trời đẹp. Quá trời đẹp. Okay. Trái cây á, trời sao Sapo nè. Có dạ. Ai cứ vợ thì mua bông Mỹ nha cưng nè. Bông Mỹ. Ừ. Ồ bóng bả luôn. Đẹp. Cưng có cứ vợ thì cứ bước một mâm đi 6 kg, nó đẹp, rất là đẹp luôn. Dạ. Giờ cưới thêm đứa nữa ha. Cưới thêm con nữa. Cưới thêm một con nữa. Dạ. Đó. Quá đẹp luôn. Trời ơi, bông Mỹ hả? Bông Mỹ. Trời ơi, nhìn quá đã mắt luôn. Cưng à. Nó bóng đẹp hơn đẹp. Cái da mặt của em đó. Cảm ơn chị nhiều nha. Phải thật sự nói công nhận là bà con ở chợ rất là vui vẻ, nhiệt tình luôn á. Đây có cái đường này bà con đi xe máy cũng thoải mái ghê nè. Giờ vắng rồi thì thoải mái luôn. Cái sạp bạch thì bán như dài ở đây. Quay hết chợ luôn cho biết chợ Gạch Sỏi luôn. Dạ, bên đây có cô bán rau củ nè. Bán rau củ nè, bán đồ rất là dễ ăn nè, rẻ nè. Dạ. Mình quê đâu vô đây bán cô? Thái Bình. Rồi cô vô đây lâu chưa? 25. Trời ơi, 22, 25 năm. Dạ, vậy là lâu dữ ha. Bán chợ này anh mấy chục năm. Dạ, quá trời quá đó. Cố cụ ở chợ này luôn rồi. Ừ. Dạ. Quay dạ. Quay đi để bảo ông Việt Kiều Mỹ đang Covid này, lấy ông 90 tuổi. Lấy ông 90 tuổi luôn. 90 tuổi mới chịu ha. Trẻ hơn không chịu ha. Cho ông chết đi rồi mình lấy cái tài sản của ông đi. Trời đất ơi. Nói mẹ đi được rồi. Cái này hơi căng rồi nha. Ừ, sợ ông sống dài quá, ông không chết nữa. Rồi, báo không, báo đời rồi đó sao. Không mối à. Dạ. Không có lấy gì lấy. Dạ. Nó vui vậy mà. Nó chơi vui. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn. Tạm biệt. Bên đây có cô bán rau vườn nè. Hello cô. Dạ. Cô bán rau vườn. Sạch này. Dạ, ngon rau sạch luôn. Cô bác chị ơi. À, con quay làm YouTube. À, chia sẻ hình ảnh quê hương mình lên trên YouTube cho bà con người ta xem, cho ta biết. Cô quê đâu vô đây cô? Thái Bình. Thái Bình luôn. Nghĩa là chị em với cô kia hả? Dạ. Thái Bình luôn. Thái Bình.
Dạ, Thái Bình là ở ngoài miền Bắc ha. Hay dạ. Nó đang rét rét rồi là rét đi. Dạ. Có đi đâu mà Bắc bao giờ chưa? Dạ con chưa đi lần nào. Tao đi kiếm đi. Dạ. Rồi cô vô đây với ai? Riêng mình luôn. Rồi cô có gia đình gì trong đây chưa? Có hết rồi. Con hết rồi. Rồi sáng mình chỉ ra ngoài chợ em bán thôi ha. Đi bán đây kiếm ngày 50 ngàn thôi, 30 ngàn thôi. Dạ. 30, 50 để kiếm sống thôi, giờ biết làm cái gì. Dạ. 30, 50 kiếm sống qua ngày cô bán anh chị ơi. Qua ngày thôi. Thôi giờ con không muốn mua rau, con gửi cho ít tiền nha. Ừ. Nhiều không? Dạ mẹ không. Hả? 100 mẹ đi. 100 hả? Ừ. Dạ. Rồi. Mua hết cho bà xe rau hết mẹ xe rau. Mua hết rồi giờ con đâu có đi xa mà cũng đâu có ăn đâu. Ăn đi. Hả? Mua hết xe rau rồi hết cái này là nhiêu tiền? Ăn đâu thì lấy về ăn đi. 5.000 bó. Ừ, 5 bó là đi 25.000. 25.000, 20.000 là 45. 45 là 55. 65. 70.000. 70.000. Vậy giờ đã bán luôn. Nói chứ cô bán đi cô để anh bán đi anh. Sợ khách không ghé ha anh. Con mới này không năm mà. Dạ, con lì xì cho con 100 nè cô. Thiệt chứ nó giỡn trời. Dạ. 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 Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. À, nói kênh Khám Phá Vĩnh Long là ra con nha. Dạ lên YouTube gõ Khám Phá Vĩnh Long. YouTube à? Dạ. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ là ra. YouTube. Dạ YouTube á, YouTube nó cũng nói. Quay YouTube vậy. Rồi quay đi anh. Dạ. Dạ. Dạ không có gì đâu cô. Dạ. Dạ. Đây có chị bán bún nè. À. Cô hồi nãy ở xứ ngoài vô cô bán anh chị ơi. Bán rau ngày kiếm có mấy chục ngàn à. Thấy cũng khó khăn quá. Cho nên là em hỗ trợ cô chút đỉnh tiền uống cà phê với mình chơi. Những cái đồng tiền nào mà nói chung là em tặng cho bà con á, không có nói tên Mạnh Hùng Quân á, là tiền đó là của em nha. Còn tiền Mạnh Hùng Quân gửi thì em sẽ chọn lọc và gửi cho những cái người mà lớn tuổi dạng như khó khăn hơn thì em sẽ nói đó là số tiền của Mạnh Hùng Quân. Cũng xin chia sẻ cô bác anh chị cho cô bác anh chị mình hiểu luôn. Bây giờ ở đây thì là thịt rồi nè, các sạp thịt chợ quá lớn luôn. Trời ơi, đi nãy giờ mỏi giò luôn, chưa hết chợ nữa. Bên đây thì là bán bánh luôn, quá trời ha. Còn trong nhà lồng trong đó nữa kìa. Nhà lồng trong đây em thấy cũng sơm, cũng đông, có người đi ha. Chứ không phải là như chợ bên kia. Có mới vừa lựa rồi, chỉ là biết đi đâu rồi đó, có ai mua chưa? Ồ, quá trời bánh kẹo. Mời hộp theo lớn mà chị, nó hộp theo nhà lồng lớn quá trời luôn. Có đồ lên lầu luôn nha. Nhưng mà trên lầu thấy rất là ít người bán ở trên đó luôn. Thấy chân lỏng trên lầu à.
bánh kẹo luôn, quá trời luôn. Bánh tráng trộn, bánh tráng và dùng sẵn. Hồi nãy mắc cười cái cô bán rau lì xì với cô mà cô hết hồn, cô không tin, mình tưởng nó mình giỡn không à. Chắc từ đó giờ cô cũng chắc ít nhận lì xì hay sao ha. Ồ, về hẳn phía sau này là bà con bán cá rồi đây nè. Cá này cá hát lát hả cô? Hát lát. Ồ, vậy là chợ cá sẽ nằm phía sau. Dạ. Chợ quá lớn luôn. Phía sau này sao thấy vắng quá hả cô? À, phía sau này là khu vực chợ cá nè cô bác anh chị, nhưng mà giờ này thì người ta về hết trơn rồi, rất là vắng ha. Ở đây thì người ta để những cái hùng này quá trời nhiều luôn, mấy hùng trăm cam nè, để đựng hàng vô đây á. Mấy cái hùng này giữ nhiệt rất là tốt nha. Ngày xưa thì em có làm bên công ty hải sản của gì em á, cho nên là có biết một chút đỉnh về những cái hùng như vậy. Hello cô. Quá trời mấy hùng cam luôn. Cái hùng này có nắp nè, đậy lại cái nó kín thôi. Muối hàng, muối đá gì trong đó đó, nó giữ nhiệt tốt lắm. Hàng cá của mình không có hư. Thẳng phía sau thì có quầy bán nước nè, con chuối đồ bên đó quá nhiều luôn. Này giống như dừa rồi. Nhà lồng này thì em thấy cũng hơi xuống cấp á, mái rồi nè, tôn đồ lủng hết trơn. Quá lâu cái gì à. Trước này có mấy chị mấy cô bán cá dọc ở cặp dưới đây. Ồ, ở đây có cá đuối nữa nè. Cá đuối này nhỏ nhỏ ha. Mấy sông đó thì cấm rồi, mình không có đi xuống mấy sông đó được ha. Từ rào rồi. Nói chung chợ này sớm nhất là em thấy tầm khoảng 9 giờ tới 10 giờ ha. Bây giờ trưa tầm 11 giờ bà con cũng chuẩn bị về. Cuốn hao rồi ha. Cuốn mâm. Vắng rồi. Tới khu chợ cá này giờ trưa vắng quá vắng. Trên kia thấy cũng còn sơm sơm. Dạ hello. Dạ mới xuống lần đầu mà sao thấy. Dạ không, con ở Vĩnh Long. An Giang là bạn con. Đây đó An Giang á. Dạ. Dạ cái kẽm tôm thẻ. Dạ. Dạ. Cá này con cá gì vậy ha? Có cá chim trắng. Chim trắng ở nước biển mình đó hả? Đúng rồi, nước biển. Trời ơi. Nó đẹp quá ha. Còn cái sò thiên nhiên, cái sò huyết á. Sò huyết thiên nhiên luôn. Dạ. Bây giờ ta nuôi được hả? Có. Có nuôi. Có nuôi nhưng mà nó thịt không bằng thiên nhiên nó thịt hơn. Dạ, đây là sò huyết thiên nhiên nè. Cái này là bao nhiêu tiền một ký anh trai? Nó 200 đồng. 200 ngàn đồng một ký nha cô bác anh chị. Cái này là cá mó. Cá này em biết, có mấy con cá mà. Dạ, quay nguyên vậy đó cho vui ha. Mà giờ này sao khu này hơi vắng hả anh? À, đúng rồi, hơi vắng. Nếu anh quay nhiều khoảng 8 giờ á. 8 giờ là ở đây đông ha. Bên đây bán tôm rồi nè, tôm sú, mực rồi quá trời luôn. Cá bóp đồ quá trời nguyên vậy rồi, cá biển luôn. Dạ, khóm tắc cậu. Đây là khóm tắc cậu. Khóm tắc cậu nó ngon ngọt. Dạ. Trái to quá ha. Trái này chắc cũng hơn cả ký hả con? Ký mấy đó. Dạ, ký mấy luôn.
Rồi cảm ơn cô với anh nhiều nha. Dạ. Ô, hàng mực này còn tươi luôn nè. Dạ, của em là khám phá Vĩnh Long. Của em là khám phá Vĩnh Long. Dạ. Mực này còn nguyên chất luôn rồi cô bác chị ơi, chưa qua xử lý gì hết đây nè. Quá đẹp luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô với chú nhiều. Cá bóp đồ quá trời luôn. Ở đây mua cá này nấu lẩu ăn chắc đã luôn. Xứ biển. Ồ, có ốc này nữa nè. Này ốc giác hay gì á. Con ốc này thì giờ mình phải nấu giữ cho nó mới mềm. Mực, cá biển luôn kìa. Ồ, các loại ha. Xuống này là xứ biển rồi, cá biển rồi, mực rồi. Chắc em nghĩ chắc cũng rẻ lắm á. Ồ ôi, bên kia có cua kìa. Cua biển giặt hàng luôn rồi, tôm tú rồi nữa. Ôi ôi. Cua này là của mình đó ha anh trai. Hết hồ cái càng đó ha. Trời ơi, cua nào của bác chị ơi. Quá chị già luôn. Cảm ơn nha anh trai. Này bà con bánh cá bóp quá nhiều luôn ha. Đây là mua nha, đang ế đó nha. Dạ. Đang ế đó. Dạ. Quay bên bên Nga là phải qua bên đây nha. Dạ, quay bên Nga là phải qua bên đây ha. Dạ. Cô đang mần cái chim á cô. Mần mần cái này cho khách hay là mình ăn cô? Con cá chim này nó có xương nhiều nhưng cá chim ở nước ngọt không cô? Không. Nó ít xương hơn hả? Con cá chim ở nước ngọt cái xương chứ y nó nhiều quá chú. Dạ. Cá nuôi dạ. Còn cá này ở ngoài biển tự nhiên ha. Rồi, con cảm ơn cô chú nhiều. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, tạm biệt. Bây giờ đây là các gian hàng bán cá của bác chị. Cá quá trời luôn. Nhìn rất là ngon quá ha. Cá tươi lắm. Tại vì ở đây là gần biển á. Cặp biển. Và con bán cá nhà chào. Dạ không, không có chơi cô ơi. Trời luôn đây nè. Thế trên hàng bà con bán cá dài dài á. Hàng khủng không luôn. Mấy cá to to hết sức. Cá mỏi nhiều, có con cá mỏi cá lùm kèm nữa kìa. Ngon quắc mà nó dài hòn, nó to chà bá nữa. Cái con nó cũng tầm 1 ký hơn á. Bên đây thì có bà con bán cao. 50 cái không? Dạ. 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 Hai người cứ chỉ qua chỉ lại chứ không biết quay ai hết trơn á. Quay hai người luôn quá. Dạ. Dạ đúng rồi chị, em là YouTube. Bà con chợ mình em thấy vui quá à. Thân thiện. YouTube có like nhiều mới được thấy không? Dạ không phải chị. À, quan trọng là cái quảng cáo YouTube nó đặt cho mình nhiều là mình có tiền nhiều. Dạ. Dạ chứ cái like nó là dạng như một cái để tự hào về cái clip của mình thôi. Thích rồi, giống như người ta vỗ tay cho mình ca hát hay quá ngoài vỗ tay vậy đó. Dạ. Còn cái quảng cáo YouTube á, nó đặt ở trên clip mình nhiều á là mình mới có tiền nhiều. Cái quảng cáo phải không? Dạ. Là đang nói chuyện với tự nhiên cái quảng cáo. Dạ đúng rồi, chính xác.
Dạ. Thấy nó YouTube kia cũng vậy đó, đăng với chị cái quảng cáo lên. Quảng cáo vậy mới có tiền, còn không có quảng cáo là coi như quảng cáo mà để mình coi xong cái quảng cáo là mình được cái tiền phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nó thông minh lắm chị. Chị không cần coi xong luôn à, nó quảng cáo trong 4 5 giây đó là chị bỏ qua là tụi em cũng có tiền nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà đặc biệt nha. Ví dụ chị coi cái quảng cáo đó mà chị mua cái sản phẩm đó luôn, tụi em được hoa hồng dữ hơn nữa. Dạ. Ví dụ chị thấy đang thích chiếc xe hơi quá phải không? Chị mua chiếc xe hơi đó 1 tỷ đi là tụi em được hoa hồng là vài chục triệu luôn cũng có thể nữa. Dạ. Nói chung là nhờ cái phần đó đó. Dạ quảng cáo á. Nhưng mà em thấy hiếm ai mà mua đồ cho nó lắm. Ví dụ người ta mua là những cái món quà gì lặt vặt nhỏ nhỏ rồi như Shopee rồi nó bán vậy đó. Quảng cáo trên Facebook rồi bà con người ta mua món 100-200 đi thôi. Chứ mà mua hàng chục triệu là em thấy hiếm lắm. Như xe Honda rồi cũng có quảng cáo cho nó nữa đó. Nó có quảng cáo đồ đầy đủ hết trơn, chị thấy nó quảng cáo đầy đủ hết trơn. Nước ngọt rồi nữa, rồi bánh trái rồi game bọng rồi. Ô nó tá ngã sàn ngầu hết trơn chưa. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Bên trong này có nguyên cái dừa cá luôn đây nè. Quá lớn ha. Lấy xe của bác anh chị ơi, lấy xe cái mình đi một vòng chơi cái mình tạm chia tay. Sẽ gặp cô bác anh chị mình ở dưới Hà Tiên clip tiếp theo nha. Theo cuộc hành trình của em là như vậy đó, nhưng mà để xem có gì thay đổi nữa hay không. Dạ con ở Vĩnh Long cô. Dạ đội cái cô thấy đi hả? Quay này là sáng mai chiều lên đó cô. Dạ. Dạ, hả? Dạ tốc độ luôn. Dạ. Dạ tốc độ hần sầu. Chưa mà. Em mà theo rồi chưa? Dạ chưa. Được quay tôi. Dạ. Em quay đi, em quay 250.000 ký đó. Em quay 250.000 ký. Ba gọi 120. Ba gọi 120, rồi 100. Dạ. Quảng bá lên luôn. Và con có đi chợ gà sỏi ghé đây mua heo thịt heo đồ ủng hộ nha. Dạ chưa. Kìa, em gái nào đâu? Đó, em gái bán cá của chị bằng áo bông lên nước mua này. Em gái bán cá mà. Ủa, em đó em gái sao? Đó, em gái thôi, quay họ bá Phan cho cái chổi với bà nữa. Là thấy tóc ngắn mà chứ em gái là bá Phan à. Vậy hả? Vậy là tại máu ha. Dạ dạ. Trời trời đi, thông cảm chứ. Em gái bán gào có trái chuối về. Ôi em gái bán gào có trái chuối dài ơi. Giờ đi nữa đó hả? Giờ đi. Hello em gái bán gào nha. Dạ anh chào anh. Dạ. Tại vì mấy cô kia giới thiệu đây có em gái bán rau rất dễ thương đây nè. Rồi qua mình ba bốn anh rồi đó, làm mai rồi đó mà không có dính anh nào hết trơn. Dạ. Bây giờ làm. Bây giờ làm. Rồi. Đứng lên mạng lắm. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình về đây bà con bán đồ mũ của bác anh chị ơi. Dài đây bán đồ mũ nhiều quá. Để chui cái lỗ chó qua luôn nha cô bác anh chị. Cái này mình bước thì nó khá là cao, nó chui qua à. Rồi cái anh trai giữ xe đây đâu tiêu rồi à. Anh trai ơi, em lấy xe. Ủa giờ này nghỉ giữ xe nhảy dần ha anh.
không đậu không. Tưởng đâu nghỉ dữ. Đây em gửi tiền với gửi phiếu luôn. Hôm bữa anh ta làm bãi dưới xe mà vô đậu nhà. Dạ. Tại nãy nó ra chữ bãi dưới xe hết hồn, tưởng đâu nghỉ dữ rồi. Nãy giờ mình đi vô tàu lao với đau, tưởng đâu anh đợi em chứ. Vậy là anh giữ tới mấy giờ anh mới về nghỉ anh? Giữ tới chiều. Tới chiều luôn ha. Dạ. Giờ gạch sỏi thì cái bãi dưới xe của anh ta giữ từ sáng tới chiều nha cô bác anh chị. Rồi cảm ơn anh nhiều. Chợ sáng đông giờ chưa cái vắng lại ha. Tới 6 giờ bắt đầu đông rồi. Ủa 6 giờ đông rồi hả? Ừ. Wow, vậy đây chợ bà con đi sớm dữ ha. 6 giờ tới cỡ 9 giờ là đông. Dạ, tại vì em ở Vĩnh Long lần đầu tiên em xuống em cũng không rành không. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi, đi cô bác anh chị ơi. Sẽ tham quan dài dài ở đây chơi một vòng nha. Mình đi vòng vòng trong chợ đó hết rồi ha. Bây giờ thì em sẽ đi vòng vòng ở ngoài đây. Ngoài đây bà con cũng có bán rau củ và trái cây nữa nè. Giờ ở đây mấy cái tiệm vàng ha. Mình vòng vòng ở bên mé bên tay chơi trái của mình. Dạ. Quá trời nhiều tiệm vàng luôn. Có quán ăn nữa đây nè. Quán ăn Năm Sinh. Đây có cô bán hoa kiển ha. Ở đây có một cái công viên nữa nè, để cho bà con mình lớn tuổi tập thể dục, lớn nhỏ gì tập cũng được. Nhưng mà thường em thấy mấy người lớn tập thể dục nhiều hơn nhỏ. Nhỏ lo ngủ không. Dưới này có cái con đường quẹo ra. Dưới này có bán diều nữa nè. Diều Hello Kitty. Diều cá mập. Dài đây bán lưới. Để em dẹp cái kiến xuống mới được. Quay giống cái kiến hoài. Rồi xong. Tiếp tục. Bán máy khoan rồi ha. Đó, chợ rất là lớn luôn nghe. Qua tới bên đây là đường Nguyễn Chí Hành. Dài bên đây thì bán mấy cái lưới rồi nè. Lưới văn cá đó. Treo gì dọc dọc rất là nhiều luôn. Bên đây có bán giỏ. Ồ, bán mấy cái mũi neo nữa nè. Cái trước đây có một cái ngã tư. Giờ sẵn qua đây thì em cũng xin chia sẻ với cô bác anh chị mình luôn nha. Tại vì ở gạch sỏi này nó có cái sân bay á. Khu vực này gần sân bay cho nên là mình xem cảnh ở trên cao không được. Mong rằng là cô bác anh chị mình cũng thông cảm nha. Clip này sẽ không có hình ảnh ở trên cao gửi đến cô bác anh chị mình. Tại vì mình muốn bay mà cái dùng cấm á, của hàng máy bay mình nó cũng không cho phép mình cất cánh luôn. Căng lắm, lỡ có gì bay lên mà đụng máy bay cái lỡ tù cái đám nó mệt lắm. Giờ đây bà con bán quán ăn quá trời luôn nè. Bún thịt nướng, phở, cơm tấm, cà ri, bò kho. Nói chung là rất là nhiều món. Tá lạng sườn ngầu ở trên luôn. Tha hồ mà lựa chọn. Khu này khu trung tâm thương mại gạch sỏi đây nè. Giờ đây bà con bán đồ thể thao cho em trẻ em nè, rồi nón bảo hiểm, bún riêu cua 25k, bún bò Huế, cơm hộp cẩm đồ. Ở đây quán ăn quá trời luôn, bán cho xe tải rồi đó. Bên cạnh này thì xe tải đậu rất là nhiều luôn.
cậu xuống hàng quá rồi đây nè. Tâm thương mại xã hội cửa Bắc nè. Nói chung mấy cái ngày bình thường như vậy á thì cái trung tâm thương mại nào thấy cũng vắng khách hết trơn cô bác anh chị ơi. Chủ yếu là người ta đi chợ búa, người ta mua đồ ăn thức uống. Trung tâm thương mại giờ này nó vắng rồi. Có mùa Tết thì em nghĩ là sẽ đông. Vắng lạnh lùng vắng luôn nè. Không có bóng người mua đồ gì trong đó hết. Dài dọc dọc ở ngoài trung tâm thì bà con bán đồ cũng nhiều lắm. Giày dép nón nải dây nịt bóp sách rồi đó. Bên kia có cửa hàng bán xe đạp điện rồi đó nè. Xe đạp điện. Nói chung cái gạch sỏi này cũng rất là lớn ha. Giờ đây bán bông hoa trái cây đây nè. Người này đang đi nhặt lại những cái trái cây mà người ta bỏ đó. Hello. Kêu quay mắc cỡ che mặt. Bán dừa. Giờ đây bán trái cây nhiều. Dưa hấu rồi nữa kìa. Đó. Tình hình hôm nay chợ gạch sỏi là vậy đó cô bác anh chị mình đây. Hôm nay là thứ sáu ha. Ra ngoài đây á là đường Mai Thị Hồng nè. Phố Cạch Giá rất là đông xe cộ tấp nập luôn. Dạ rồi, đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.